xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chúc thầy trò ông Park ăn Tết tại Thái Lan. Vòng chung kết U23 châu Á, cuộc đụng độ Việt Nam UAE sẽ tạo hấp lực lớn. Công Phượng, tôi sẽ làm mới mình trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh. Mang sự nhẹ nhõm vào lối chơi, U23 Việt Nam sẽ gây sốc. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chúc thầy trò ông Park ăn Tết tại Thái Lan. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 thực sự là một giải đấu đầy chông gai với U23 Việt Nam. Tôi chắc chắn rằng, đến tận thời điểm này, thành công của Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 vẫn đọng lại những dư âm đẹp đẽ trong lăng kính của bóng đá châu Á. Đi kèm với đó là sự cảnh giác, sự thận trọng của các đối thủ chung bảng với chúng ta tại vòng chung kết năm nay. Tôi cũng đoán chắc rằng U23 UAE, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U23 Jordan đã thủ sẵn tất cả những băng hình về đội bóng của ông Park và điều nghiên rất kỹ lối chơi, nhân sự cùng với đó là sự chuẩn bị tinh thần để đối phó với U23 Việt Nam. Không một đối thủ nào dám chủ quan và có thể họ sẽ điều chỉnh lối chơi nhằm thích ứng với tình hình thực tế. Với tư cách là một người hâm mộ, một cựu cầu thủ, tôi có thể lường được những khó khăn mà các chàng trai trẻ của chúng ta sắp phải đối mặt. Tuy không có mặt độ thi đấu dày đặc như SEA Games 30, nhưng giải U23 châu Á lại có trình độ cao hơn hẳn. Việt Nam vừa trải qua một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á quá hao tổn sức lực, chưa kịp có những ngày nghỉ để bồi đắp lại thể lực, đã phải lao vào một cuộc chiến cam go hơn, quyết liệt hơn với nhiệm vụ cũng phức tạp hơn. Giành vé đi Olympic 2020, không chỉ thể lực mà kể cả cảm hứng thi đấu cũng là điều đáng để bàn tới. Sự cân bằng về mặt cảm xúc là điều rất cần thiết trong mỗi đội bóng. Liệu U23 Việt Nam có kịp lấy lại cảm hứng để tiếp tục chơi thứ bóng đá đầy sáng tạo hay sẽ bị rơi vào cảm giác chai lì và khó khai triển được võ nghệ? Tại SEA Games 30 vừa qua, có hai trận đấu mà Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải loay hoay tìm phương án tấn công, đó là trận gặp Singapore và Thái Lan. Tôi rất mong U23 Việt Nam vượt qua được những trở ngại cả về mặt khách quan lẫn chủ quan, và vẫn biết dựa vào nỗ lực của mình để chinh phục từng nấc thang một. Xin chúc cho thầy trò ông Park được ăn Tết Nguyên đán tại Thái Lan. Theo như cách nói rất vui mà cũng rất thật của các cầu thủ, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Vòng chung kết U23 châu Á, cuộc đụng độ Việt Nam UAE sẽ tạo hấp lực lớn. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và UAE ở bảng D thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2020 được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá là một trong 5 trận đấu thu hút sự chú ý nhất ở vòng bảng. Vòng chung kết U23 châu Á năm nay với 24 trận đều rất đáng xem, khi mỗi đội đều sở hữu những tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá châu Á, nhưng trong số đó có 5 cuộc đụng độ, hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm lớn nhất nhờ duyên nợ giữa hai đội. Theo đó, trận mở màn bảng D giữa U23 Việt Nam, U23 UAE vào ngày 10 tháng 1 tại Buriram được AFC đánh giá nằm trong số 5 trận sẽ tạo nên hấp lực rất lớn. Bởi kết quả của cuộc đối đầu này không những ảnh hưởng đến cuộc đua tranh vé và tứ kết ở bảng D, mà nó còn là trận so tài khẳng định sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam, trong khi U23 UAE muốn đòi lại món nợ thua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua. Trang web AFC viết, khác với vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch lần này với tâm thế là một trong những ứng viên cho chức vô địch và họ sẽ khởi hành với cuộc đối đầu UAE. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị khi Nguyễn Quang Hải và đồng đội sẽ một lần nữa được khẳng định mình dù sẽ có thêm những áp lực nhất định. Bóng đá Việt Nam đã có một sự thăng tiến vượt bậc kể từ khi kết thúc giải với ngôi Á quân 2 năm trước, vòng chung kết U23 châu Á, giành chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 tại UAE và giờ là lúc họ tiếp tục phát huy sức mạnh. AFC nhấn mạnh, thật vậy, sau khi đánh bại UAE 1-0 vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Vòng chung kết Asian Cup 2023 đã góp phần tạo nên hấp lực cho cuộc gặp lần này. Trong lịch sử, UAE đã vốn luôn được đánh giá là đội mạnh hơn Việt Nam, nhưng nếu nhà vô địch Đông Nam Á có thêm một chiến thắng ở vòng chung kết U23 châu Á lần này, điều đó báo hiệu sự thay đổi quyền lực khi đội của Park Hang-seo tiếp tục quỹ đạo đi lên ở châu lục.
Trận khai màn giữa chủ nhà U23 Thái Lan và Bahrain ở bảng A vào ngày 8 tháng 1 nằm trong số 5 trận đấu đáng xem nhất vòng bảng. Rất nhiều hoài nghi đang bao vây U23 Thái Lan khi đội chủ nhà khởi động với cuộc đối đầu Bahrain. Một khởi đầu tích cực có thể là chìa khóa mở ra cơ hội cho chủ nhà vào vòng tứ kết. Mọi con mắt sẽ đổ dồn về bộ đôi Supachazadeh, Supachok Sarachat. Nhưng U23 Bahrain đang tự tin với đội hình có sự hiện diện của một số tuyển thủ quốc gia. Mohamed Al-Haddan, Ahmed Buhama vừa trải qua một năm 2019 thành công với chức vô địch Tây Á và cúp vùng vịnh. Hơn nữa, với sự hiện diện của Iraq và Úc trong bảng, trận Thái Lan gặp Bahrain sẽ có yếu tố quan trọng quyết định cho chiếc vé đi tiếp, theo AFC. Thật vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm nay với thách thức rất lớn sau thành tích kém cỏi trước thềm giải. Sau khi thua muối mặt 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại hồi tháng 3 năm ngoái, voi chiến trẻ vừa nhận thêm cú sốc bị loại ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30. Vì vậy, người hâm mộ Thái Lan chỉ còn trông chờ vào kinh nghiệm và tài thao lược của huấn luyện viên Nishino cùng lợi thế được chơi trên sân nhà. Ba trận đấu còn lại được AFC đánh giá sẽ thu hút sự quan tâm là màn trình diễn của đương kim vô địch U23 Uzbekistan lần lượt đụng độ Trung Quốc vào ngày 12 tháng 1 và Hàn Quốc ngày 15 tháng 1, thuộc khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á. Trận còn lại là cuộc so tài giữa Qatar và Nhật Bản, chủ nhà Olympic 2020 ở bảng B. Công Phượng, tôi sẽ làm mới mình trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức ra mắt màu áo mới Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 1. Anh chấp nhận đương đầu thử thách mới sau những tháng ngày rời câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xuất ngoại thi đấu chưa như ý tại Nhật Bản, Hàn Quốc rồi Bỉ. Đó là những chuyến xuất ngoại chưa công thành danh toại, nhưng việc được chui rèn ở nhiều môi trường tập luyện chuyên nghiệp với nhiều đối tượng khác nhau giúp tiền đạo này tích lũy không ít kinh nghiệm. Ra nước ngoài tuy không thi đấu nhiều ảnh hưởng phần nào phong độ, nhưng tôi luôn ý thức tập luyện nghiêm túc, Nguyễn Công Phượng nói. Về câu lạc bộ mới Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng cho biết từng có thời gian làm việc với huấn luyện viên Chung Hae-seong khi ông còn làm giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nên cũng hiểu được tính cách của ông thầy người Hàn Quốc. Tôi sẽ nỗ lực cải thiện bản thân, làm mới mình, đóng góp nhiều cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng chia sẻ. Còn huấn luyện viên Chung Hae-seong cho biết sẽ giúp tiền đạo này hoàn thiện hơn để chứng tỏ được giá trị. Ngày mai 8 tháng 1, Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng câu lạc bộ mới. Tiền đạo này thổ lộ, thi đấu ở Việt Nam bao giờ cũng vui hơn, thoải mái hơn vì có gia đình, bạn bè, đồng đội quen nên cố gắng sớm lấy lại phong độ cao nhất. Trước Công Phượng, đương kim Á quân V-League Thành phố Hồ Chí Minh mở hầu bao chiêu mộ hàng loạt gương mặt nổi bật như thủ thành Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, tiền vệ Võ Huy Toàn cho mục tiêu nằm trong top 3 mùa giải năm nay. Mang sự nhẹ nhõm vào lối chơi, U23 Việt Nam sẽ gây sốc. Huấn luyện viên Đoàn Minh Sương nhấn mạnh rằng đối thủ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020 không ai khác chính là U23 Việt Nam. Ông Sương lý giải, nếu so sánh với các bảng khác, rõ ràng tại bảng D Việt Nam gặp thuận lợi rất nhiều vì UAE, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Jordan không đáng sợ như Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều quan trọng là Việt Nam phải đánh bại được áp lực từ chính bản thân và cả áp lực từ phía khán giả. Khán giả thì bao giờ cũng khó tính, vừa muốn Việt Nam chiến thắng nhưng lại phải phô diễn được lối đá thanh thoát và đẹp mắt. Hai năm trước, U23 Việt Nam không bị những áp lực kiểu này nên vô hình chung sự nhẹ nhõm về mặt tinh thần cũng là một trong những yếu tố đem lại kết quả đẹp đẽ đến mức không ngờ. Nếu năm nay U23 Việt Nam mang được sự nhẹ nhõm ấy vào trong mỗi trận đấu thì có thể kết quả cũng không tồi. Cũng theo ông Đoàn Minh Sương, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có tính toán chiến lược rất tốt. Đội bóng do ông Park dẫn dắt không bao giờ bị hụt hẫng về lực lượng vì luôn có nhân sự dự trữ. Không có Văn Hậu thì đã có Bùi Hoàng Việt Anh. Tại sao chúng ta không thể thêm một lần tin tưởng vào sự mạo hiểm rất có chủ đích và tính toán của ông ấy? Kể cả trong trường hợp Đình Trọng chưa đá được ngay trận đầu tiên đi chăng nữa, thì hàng thủ cũng đủ cơ cấu tạo nên hệ thống phòng ngự mạnh. So với 2 năm trước, đội U23 Việt Nam hôm nay đồng đều hơn, có thể chơi được khá nhiều dạng sơ đồ, từ 3-4-3, 3-5-2 đến 4-1-4-1, đa dạng hơn về phong cách, không chỉ phòng ngự phản công mà có thể áp đặt được lối đá tấn công với những tình huống pressing tầm cao và thậm chí hoàn toàn có thể sử dụng bóng dài, bóng bổng tốt ngang ngửa với những cú ban bật nhỏ, một chạm. Ông Đoàn Minh Sương phân tích tiếp, vấn đề ở đây còn nằm ở chiến lược đường dài của Việt Nam tại giải.
Mục tiêu là đoạt xuất dự Olympic, tương đương với việc ít nhất phải lọt vào top 3. Do đó, giai đoạn then chốt chính là tứ kết. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng. Nhưng nếu chỉ đứng nhì bảng D thì tại vòng knockout chúng ta rất dễ phải đối đầu với Hàn Quốc, đội có nhiều khả năng giành vị trí nhất bảng C. Do đó, theo quan điểm của tôi, U23 Việt Nam cố gắng đảm bảo hệ thống phòng ngự và hệ thống tấn công cũng phải hoạt động hết công suất để có thể giành chiến thắng ở cả 3 trận vòng bảng. Nếu nhất bảng D, Việt Nam có thể sẽ đá với đội nhẹ ký hơn là đội nhì bảng C. Tấm vé đi Olympic vì thế cũng có thể dễ hiện hữu hơn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!